Hello mọi người, trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một cái căn nhà gần với là cái trục đường Ngọc Ánh đang đứng. Như thực tế quý vị có thể nhìn thấy căn nhà này ngõ nông cách với vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây, nó vào trong cái ngôi nhà này nó chỉ khoảng tầm 30m thôi mọi người ạ. Đi lại rất là thuận tiện. Và với cái vị trí nó là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà thì từ 34 cho tới 36m², hướng nhà là Tây Bắc 4 căn, bán 1 còn 3 mọi người ơi. Và đều đã có đầy đủ sổ đỏ, chính chủ bàn giao nhà luôn, đi lại giao thông cũng vô cùng thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này thì rất là gần với Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa này, gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Đi ra tới tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đi lên Thanh Xuân cũng rất là hợp lý, mà mọi người muốn đi làm cái khu vực Nguyễn Trãi, Hà Đông thì cũng ok. Và mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể khám phá cái căn nhà này, xem ngôi nhà này thiết kế từ 34 đến 36m như thế nào nha. Đây là đường vào nhà mọi người ơi. Và đây, ngoài giới sẽ giới thiệu tới các bác một trong bốn cái căn nhà này với cái thiết kế hiện đại, trẻ trung, hợp lý. Bốn căn thì Ngọc Ánh sẽ quay cái căn trong cùng gửi tới quý vị nha. Với cái căn nhà này diện tích là 34m, hướng nhà Tây Bắc, giá chào bán 2 tỷ 200 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Và ngõ đường trước nhà như thực tế quý vị nhìn thấy ở đây. Đây, từ vị trí mà đường ngõ Ngọc Ánh đang đứng nhìn ra cái khu cái ngay mà đầu đây chỉ có 30m thôi mọi người nha. Ngõ rất là nông, thậm chí cái ngõ này thì để mà nói là nếu như cái xe nhỏ ấy, xe ô tô 4 chỗ thì có thể lùi vào được tận cửa mọi người ạ. Phần thiết kế của ngôi nhà 4 tầng đây, mọi người có thể nhìn giúp em nha. Thiết kế toàn bộ hoàn thiện, phần mặt ngoài là sơn màu trắng muốt luôn, nhìn rất là đẹp, trắng tinh, đẹp ơi là đẹp luôn. Phần hoàn thiện của ngôi nhà, cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính. Mời các bác vào khám phá căn nhà cụ thể cùng Ngọc Ánh xem cái căn nhà này thiết kế có hài hòa hay không. Ok, đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Phần phòng khách của ngôi nhà thì đã được hoàn thiện khá là chỉn chu về cái phần gọi là cái nói chung là chỉ việc xách vali về và ở thôi mọi người ạ. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Ngọc Ánh sẽ nhắc đi nhắc lại với quý vị rằng là tất cả những cái dự án bất động sản mà Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị thì 100% đều sổ đỏ chính chủ lâu dài nha mọi người. Không bán đất, không sổ, không bán nhà, không có sổ mọi người ạ. Nên mọi người cứ hoàn toàn yên tâm về cái tính pháp lý. Và cái phần hoàn thiện phần phòng khách thì như quý vị nhìn ở trên video, phần trần thạch cao này, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Màu sơn chủ đạo chính của ngôi nhà là màu trắng, cho nên là vào cái không gian nhà này, diện tích nó tuy nhỏ thôi 34m nhưng mà cũng rất là hợp lý. Phần phòng khách riêng này, phòng khách riêng biệt rất là rộng mọi người ạ, có thể kê được một bộ sofa rồi là để tivi, mọi người vẫn có thể dắt xe máy vào nhà thoải mái nha. Cầu thang ở giữa. Tiếp theo, mời người theo em là phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, với cái không gian bếp rất là hợp lý quý vị ơi. Không gian bếp đây đẹp cực kỳ luôn, từ phía phòng bếp mà nhìn ra tới phần phòng khách kia quý vị nhìn thấy không, rất là rộng nha. Không phải là do góc máy quay đâu mà thực tế nếu như quý vị nhìn ở trên video thì thế, nhưng mà đến đây xem nó còn đẹp hơn ở trên video ấy mọi người ạ. Phần phòng bếp đây, toàn bộ hệ thống tủ bếp thì được chủ đầu tư thiết kế là tủ gỗ sồi mọi người ơi. Và phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, hoàn thiện hết đầy đủ hết rồi. Chậu rửa vòi rửa inox 304 này. Mặt bếp ốp đá đen granite này. Đó. Công năng sử dụng trong cái bếp này rất là rộng rãi, có thể kê một bộ bàn ăn ở đây rất là hợp lý. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ hết rồi. Hồ sơ điện lắp riêng, nước lắp riêng và cái sổ đỏ riêng mọi người nha. Toàn bộ những cái dự án liền kề như thế này bây giờ chủ đầu tư xây tường riêng, móng riêng và cột riêng nha quý vị. Bên Ngọc Ánh những có những cái video mà quay lại những cái lúc mà hoàn thiện, nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng nhà nha. Tiếp theo, tầng 1 còn có một cái phòng vệ sinh. Với cái phần phòng vệ sinh này đây, như Ngọc Ánh đứng ở đây cho quý vị nhìn thực tế luôn nha. Thì nó có bồn cầu này, vòi rửa này và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên sử dụng 4 tầng của ngôi nhà này. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ. Đó. Với cái thiết kế cầu thang giữa cho nên chia phòng ra, cái công năng sử dụng rất là hợp lý với cái căn nhà này. Cái cầu thang này đi lên rất là rộng quý vị ạ. Và cái phần ngăn cách giữa phần phòng khách ở đây và cái cầu thang thì ở đây quý vị nhìn thực tế ở đây là chủ đầu tư có để một cái
Vách gỗ ở đây, vách gỗ CNC để ở đây nha. Và tiếp theo hệ thống, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà Ngọc Ánh review cụ thể và chi tiết lắm luôn ấy. Nó toàn bộ là hệ thống gỗ lim Nam Phi quý vị nha. Mặt bậc, cổ bậc cầu thang ốp đá đen trắng. Đây, nhìn thực tế luôn quý vị ạ. Và mời theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế có ra sao nhé. Bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì ngôi nhà này thiết kế mỗi một tầng 2 phòng ngủ. Mời người theo em vào cái căn phòng ngủ đầu tiên ở trên phía tầng 2 bên ngoài nha mọi người. Đây, cửa sổ rất là thông thoáng, hai lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện, rất là thoáng mát. Hướng nhà thì là hướng tây bắc quý vị ạ. Và cái phòng ngủ thì cũng rất là rộng nha. Phía cái chân tường này là được ốp toàn bộ là gỗ rồi mọi người ạ, gỗ công nghiệp. Đây, nói chung là cái chủ đầu tư thiết kế lên căn nhà này thì rất là cẩn thận và chỉn chu. Đây, ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa đây mọi người ơi. Đó, căn nhà này thiết kế lận 4 phòng ngủ cơ mà. Cửa thông phòng, ôi trời ơi, gỗ chắc nịch luôn. Từ vị trí ngôi nhà này đi ra tới bến xe Nghĩa cụ thể nó khoảng tầm 4 km mọi người ạ. Đây là phần phòng vệ sinh giữa hai phòng ngủ. Phòng vệ sinh thì đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu này, rồi là lavabo này, hệ thống ống chờ lắp bình nóng lạnh. Nói chung là đáp ứng đầy đủ cái công năng cho quý vị sử dụng. Tiếp theo mọi người vào phía căn phòng ngủ thứ hai ở tầng 2 này. Đây mọi người có thể nhìn nhá, trên video Ngọc Ánh quay review riêng cái căn phòng ngủ thứ hai thì ở đây vốn dĩ là đằng sau không có cửa sổ, nhưng chủ đầu tư có thiết kế một cái cửa thông thẳng lên trên phía tầng 4 quý vị ạ. Đây nha, Ngọc Ánh sẽ review rất cụ thể cho mọi người nha. Cho nên khi mà mở cái cửa sổ này ra là vẫn rất là thoáng nha mọi người. Đó, vẫn rất là thoáng và vẫn có cái không khí mát mẻ vào trong căn phòng này. Vuông vắn, ống chờ, át chờ điều hòa đây. Đó, nói chung cái nhà này thứ nhất là không lỗi phong thủy, không có gần đình chùa miếu mạo, không có đường đâm, không có thóc hậu. Mọi người cứ yên tâm một điều như vậy nha. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này nhá. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế y như tầng 2. Và như thế thì là có 4 phòng ngủ riêng biệt. Quý vị nào đang quan tâm đến cái căn nhà mà thiết kế 4 phòng ngủ, hướng nhà là Tây Bắc, giá bán là 2 tỷ 2, sổ đỏ đầy đủ, thì mọi người hãy call ngay cho Ngọc Ánh nha. Bởi vì ở đây chỉ còn 3 căn thôi, sớm muộn thì cũng sẽ bán rồi mọi người ạ. Bởi vì nó quá là đẹp, thiết kế rất là hợp lý luôn ý. Đó, sổ đỏ đầy đủ bàn giao luôn cho quý vị. Đây là căn phòng ngủ thứ tư rồi đấy. Đó, tầng 2, tầng 3 thiết kế mỗi tầng 2 phòng ngủ, một phòng vệ sinh, cầu thang ở giữa rất là rộng. Tất cả các phòng thì cửa sổ thông thoáng, không khí thì trong lành. Nằm ở khu dân cư đông đúc và cũng rất là yên tĩnh nha mọi người. Bởi vì nó không phải mặt đường mà, cho nên nó rất là yên tĩnh. Nhà vệ sinh đây, nói túm lại là với cái giá bán và cái thiết kế và cái diện tích thì theo Ngọc Ánh thì cái căn nhà này rất là hợp lý. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà đây thì mọi người ơi, có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, ngập tràn ánh sáng. Và thiết kế như sau, đây là khu vực để máy giặt. Đây, sàn thoát nước này, ống này, ổ điện này, rất là hợp lý nha mọi người. Ngoài ra, đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Phòng thờ riêng, nó không như một số căn nhà Ngọc Ánh quay diện tích có 30m thôi, thì là phòng thờ của nó hơi nhỏ. Nhưng mà đây thì là cái căn nhà này, nói chung là Ngọc Ánh review từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà rất là rõ ràng rồi. Quý vị nào muốn đến xem thực tế thì cứ alo trước cho Ngọc Ánh nha. Và phần còn lại, đây, sân phơi. Ai chả, mát quá mọi người ạ. Quá là mát luôn. Đây và chính cái phần mà ở dưới Ngọc Ánh vừa quay phía từ tầng 2, tầng 3 đây mọi người này. Đó là cái ô giếng trời thoáng để cho quý vị lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực đấy, không khí. Nói chung là Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý vị, với cái dự án của cái căn nhà này thì có 4 căn đã bán 1, giá chào bán từ 2 tỷ 200 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với bác nào có nhu cầu. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Ngọc Ánh chỉ sử dụng duy nhất hai số điện thoại đấy thôi mọi người nha. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. Xin chào và gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.